Chương trình chính đại lễ cắt băng khánh thành nhà thờ dòng họ Phạm Duy, trân trọng kính mời các vị đại biểu khách quý, các cụ cao niên cùng toàn thể các bậc thái ông lão bà và em con cháu trong dòng tộc chúng ta cùng thưởng thức chương trình văn nghệ chúc mừng. Rất mong quý vị chúng ta thông cảm và cùng trở lại với câu hát kinh khúc khước mấy nở ngành xanh ngọt mà nước có nguồn mới có bể cả sông sâu.
con người ta sinh trưởng ở đâu là do tiên tổ ơn sâu rõ ràng. Và xin được mời quý vị chúng ta cùng thắp một tuần hương kính cáo anh linh tiên tổ qua một giá văn nghệ thuật dân văn chầu tổ. Xin mời quý vị chúng ta cùng thưởng thức. Tiên tổ ơi sâu xó xa.
về tham dự chung vui và chúc mừng đại lễ cắt băng khánh thành nhà thờ dòng họ Phạm Duy. Giờ phút này, đoàn trống năm ngũ nơi của giáo xứ Thủy Lôi đã cùng trở về tham dự để chúc mừng đại lễ cắt băng khánh thành nhà thờ dòng họ Phạm Duy, cùng dâng lên hồi trống cáo lễ tiên tổ. Sau đây trân trọng kính mời quý vị chúng ta cùng thưởng thức màn trống hội chúc mừng đại lễ cắt băng khánh thành nhà thờ dòng họ Phạm Duy do đoàn trống đến từ giáo xứ Thủy Lôi thể hiện. Xin quý vị một tràng vỗ tay đột nhiệt để chúc mừng. Dành một tràng vỗ tay thật lớn để chúc mừng và cảm ơn, để trân trọng cảm ơn những tình cảm của đoàn trống nam đến từ giáo xứ Thủy Lôi. Ban tổ chức trân trọng giới thiệu và kính mời ông Phạm Ngọc Tiến, chủ tịch hội đồng gia tộc dòng họ Phạm Duy thôn Lệ Chi lên tặng hoa chúc mừng và cảm ơn đoàn trống. Trân trọng kính mời đại diện cho đoàn trống giáo xứ Thủy Lôi lên nhận hoa. Kính thưa các vị đại biểu, các quý vị khách quý, kính thưa các cụ, các ông, các bà, cùng toàn thể anh em con cháu nội ngoại dòng họ Phạm Duy. Hôm nay dòng họ Phạm Duy long trọng tổ chức lễ khánh thành đại từ đường dòng họ. Dòng họ chúng tôi rất vui mừng và hân hạnh được đón tiếp tất cả các cụ, các ông, các bà cùng các quý khách gần xa và các con các cháu ở khắp mọi miền tổ quốc hôm nay về dự ngày khánh thành của dòng họ chúng tôi rất trang trọng, rất đông vui. Dòng họ chúng tôi xin nhiệt liệt chào mừng và xin trân trọng cảm ơn. Và để bày tỏ lòng thành của chúng tôi đối với động chống tế xã Thị Nôi, hôm nay nhân buổi khánh thành nhà thờ dòng họ Phạm Duy, nhận lời mời của ban tổ chức của dòng họ Phạm Duy, hôm nay đoàn chống tế giáo xứ xã Thị Nôi nói chung và của thôn Lệ Chi nói riêng, nhận lời mời, đoàn chống tế đã về đây tổ chức một màn chống tế biểu diễn. Màn chống tế rất là hoành tráng và tạo điều ấn tượng cho dòng họ chúng ta. Cái thứ hai, để cầu gần chống tế này, mục đích để cầu an, cầu yên cho chân linh tổ đường, cho chân linh họ tộc. Và cầu phúc, cầu lộc, cầu mạnh khỏe, cầu sự mọi cái sự hanh thông tiến bộ của toàn thể con cháu nội ngoại dòng họ Phạm Duy. Thay mặt cho ban tổ chức, xin có lời cảm ơn chân thành nhất tới đội chống tế thôn Thủy Nôi, xã Thủy Nôi, huyện Tiên Nữ, tỉnh Hưng Yên. Và nhân dịp này, đoàn chúng tôi có nắng hoa thơm và chút quà để thay ban tổ chức xin gửi tới đoàn chống tế và xin chúc đoàn chống tế.
mạnh khỏe, hạnh phúc, rồi giàu sức khỏe để có nhiều thời gian làm việc đầy ý nghĩa này. Xin trân trọng cảm ơn. Xin trân trọng cảm ơn đoàn chống tế giáo xứ Thị Nôi. Tiếp theo chương trình biểu diễn nghệ thuật chúc mừng đại lễ các băng khánh thành nhà thờ dòng họ Phạm Duy. Trân trọng kính mời các cụ cao niên, các vị đại biểu khách quý cùng toàn thể dòng tộc. Kính thưa quý vị, một lần nữa xin được kính chúc các cụ cao niên, các vị đại biểu khách quý cùng toàn thể em con cháu trong dòng tộc lời kính chúc sức khỏe, gia đình hạnh phúc. Chúc đại lễ các băng khánh thành nhà thờ dòng họ Phạm Duy của chúng ta thành công viên mãn. Kính thưa các cụ cao niên, thưa các vị đại biểu khách quý, thưa toàn thể dòng tộc, thời gian này đã đến giờ chương trình đại lễ cắt băng khánh thành nhà thờ dòng họ Phạm Duy thôn Đệ Chi đã được bắt đầu. Trân trọng kính mời các vị đại biểu khách quý cùng toàn thể anh em con cháu trong dòng tộc chúng ta ổn định tổ chức để chương trình đại lễ cắt băng khánh thành nhà thờ dòng họ Phạm Duy được diễn ra trang nghiêm và trịnh trọng. Để trước khi bước vào chương trình đại lễ cắt băng khánh thành, trân trọng giới thiệu và kính mời đại diện hội đồng gia tộc dòng họ trở vào trong từ đường nhà thờ dòng họ liên hồi chiêm trống cáo tổ. Trân trọng kính mời. Chương trình khai mạc đại lễ cắt băng khánh thành nhà thờ dòng họ Phạm Duy, thôn Lệ Chi, xã Thủy Lôi, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên. Ban tổ chức trân trọng giới thiệu và kính mời bác Phạm Văn Hùng thay mặt ban tổ chức đại lễ cắt băng khánh thành lên tuyên bố lý do giới thiệu đại biểu khai mạc chương trình. Trân trọng kính mời. Hôm nay ngày mùng 2 tháng 5 2023, long trọng từ đường nhà thờ họ. Kính thưa các quý vị đại biểu,
Thưa các quý vị, nhà thờ họ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng và chung trong những niềm vui đó. Hôm nay, ngày 2 tháng 5, 2023, long trọng lưu giữ gia phả sổ vàng công đức nơi vinh danh các bậc hiền tài con cháu tông tộc Phạm Di, tri ân các bậc tiền tổ con cháu họ Phạm Di cùng nhau chung tay góp sức xây dựng lại nhà thờ họ. Kính thưa các quý vị, được sự đồng thuận nhất trí cao của toàn thể các thành viên thuộc Lam Chi trong họ Phạm Di về công xây dựng ngày 15 tháng 8 âm lịch năm Nhâm Dần 2022, trong thời gian gần 7 tháng tiến hành thi công bằng với sự nhiệt tình, có trách nhiệm bên nhận thi công công trình, với sự quan tâm chỉ đạo điều hành có hiệu quả của các ông trong ban kiến thiết xây dựng dòng họ khang trang đẹp đẽ như ngày hôm nay. Kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa các quý vị, về dự buổi lễ khánh thành nhà thờ Phạm Di hôm nay, tôi xin trân trọng giới thiệu ông Trần Ngọc Phương, Phó Bí thư Chi bộ, Phó thôn Nghệ Chi, toàn tỉnh Hưng Yên, cùng với các ông đại diện trong họ Phạm tỉnh Hưng Yên, ông Trần Văn Thanh, đại diện cho bên nhận thi công công trình xây dựng của nhà thờ. Tiếp theo, tôi xin trân trọng giới thiệu cùng toàn thể 293 ông bà và các con cháu nội ngoại họ Phạm Di nơi lại cho người dẫn chương trình buổi lễ khánh thành nhà thờ họ. Xin trọng cảm ơn và nhiệt liệt chào mừng các vị đại biểu, khách quý cùng toàn thể dòng họ đã cùng trở về tham dự chương trình đại lễ cắt băng khánh thành nhà thờ dòng họ Phạm Di, thôn Lệ Chi, xã Thủy Lôi, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên. Kính thưa các cụ cao niên, kính thưa các vị đại biểu khách quý, thưa toàn thể anh em con cháu trong dòng tộc kính mến, cổ nhân ta đã thường dạy bảo rằng cây có gốc mới nảy cành xanh ngọt, nước có nguồn mới biển cả sông sâu, người ta sinh trưởng bảy lâu, gốc là tiên tổ rồi sau có mình. Đây cũng là những điều mà các bậc tiền nhân của dòng họ Phạm Di chúng ta luôn nhắc nhở con cháu phải luôn nhớ về cội nguồn, về gốc rễ nơi sinh ra. Chính bởi lẽ đó mà đi đến đâu, sinh sống ở phương trời nào thì con cháu nội ngoại tử tôn của dòng họ đều luôn hướng về quê hương, về cội nguồn gốc rễ. Để tri ân hồng ân phúc ấm của tiên tổ đã phù hộ đồi trì cho con cháu được mạnh khỏe, bình an, muôn đời được thịnh vượng. Kể từ xa xưa, các thế hệ cha ông trong dòng họ đã luôn mong muốn và khát khao có một ngôi từ đường dòng họ để thờ phụng tổ tiên. Với tâm lòng hiếu kính tri ân đó, thực hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây, ngày hôm nay dòng họ Phạm Di đã quyết định một việc đại sự để lại tiếng thơm cho muôn đời hậu thế. Một ngôi từ đường khang trang đã hoàn mãn tri ân trong niềm vui mừng khôn xiết của tập thể anh em con cháu dòng tộc dòng họ Phạm Di. Thưa quý vị, đúng là địa linh tổ khí xây nhà tổ, tử tôn thờ phụng phúc trường sinh. Thời giờ phút này, ban tổ chức trân trọng giới thiệu và kính mời ông Phạm Ngọc Tiến, Chủ tịch Hội đồng gia tộc dòng họ Phạm Di, thôn Lệ Chi, xã Thủy Lôi, thay mặt ban tổ chức đại lễ cắt băng khánh thành nhà thờ dòng họ Phạm Di lên đọc diễn văn khánh thành nhà thờ dòng họ Phạm Di. Trân trọng kính mời ông. Kính thưa các quý vị đại biểu, các quý vị khách quý cùng toàn thể các cụ, các ông, các bà, các bác, các anh, các chị nội ngoại dòng họ Phạm Di, thôn Lệ Chi. Thực hiện nghị quyết của Hội đồng dòng họ Phạm Di, thôn Lệ Chi và chủ trương của mong muốn của tất cả các con, các cháu trong dòng họ, được sự đồng thuận của các con, các cháu, các thế hệ nội ngoại, cháu chắt dòng họ Phạm Di để xây dựng nhà thờ họ khang trang, sạch đẹp. Đó là điều mong ước của tất cả các con, các cháu. Và hôm nay, ngày khánh thành nhà thờ dòng họ Phạm Di, dòng họ chúng tôi vô cùng phấn khởi được chào đón các quý khách gần xa cùng toàn thể các cụ, các ông, các bà, các bác, các anh, các chị, các con cháu, các thế hệ nội ngoại dòng họ Phạm Di đã về đây chung vui cùng họ tộc tổ chức buổi lễ khánh thành nhà thờ dòng họ Phạm Di thêm phần khang trang và thêm phần trang trọng. Tôi thay mặt dòng họ Phạm Di xin nhiệt liệt biểu dương tinh thần
của các con, các cháu cũng như lời chào mừng trân trọng nhất tới toàn thể các cụ, các ông, các bà cùng các vị khách quý xa gần đã mất chút thời gian về đây chung vui cùng hòa tập chúng tôi. Xin một lần nữa xin trân trọng cảm ơn. Kính thưa các quý vị, thưa toàn thể khách quý trong dòng họ Phạm Duy, khoảng gần 400 năm về trước đây, ông tổ của dòng họ Phạm Duy chúng tôi đã có mặt để khai lập ấp trên mảnh đất này. Cụ tổ của chúng tôi đã nhìn thấy thế địa linh nhân kiệt, thế đất tài quan, và các cụ đã quyết định ở lại định cư và lập nghiệp, và dòng họ Phạm Duy làng Lệ Chi có mặt từ thời ấy. Tới nay dòng họ Phạm Duy đã có đời thứ 14 cùng sinh sống và phát triển trên mảnh đất làng Lệ Chi thân yêu này. Con cháu dòng họ Phạm Duy tự hào ghi nhận là một dòng họ yêu nước. Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, nhiều người con của dòng họ không tiếc máu xương tham gia kháng chiến đánh đuổi giặc Pháp Nhật để giành độc lập tự do cho dân tộc. Đến cuộc kháng chiến chống Mỹ bảo vệ Tổ quốc, các trai tráng của dòng họ Phạm Duy là những người con đi đầu trong phong trào nhập ngũ sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. Rất nhiều người con của dòng họ Phạm Duy đã không trở về. Tinh thần quên mình vì Tổ quốc luôn là niềm tự hào và hy vọng của dòng tộc. Sự hy sinh đó đóng góp không nhỏ để giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, non sông nối liền một dải. Kính thưa các quý vị đại biểu, thưa toàn thể khách quý cùng toàn thể các cụ, các ông, các bà trong gia tộc, như người xưa có câu con hơn cha là nhà có phúc. Dòng họ Phạm Duy, thôn Đệ Chi, xã Thủy Lôi, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên là một dòng họ thành đạt, phát triển ngày một cao, thế hệ sau phát triển tốt đẹp và mạnh mẽ hơn thế hệ trước. Chúng ta có quyền tự hào dòng họ Phạm Duy được phù trợ đến nay đã có nhiều đời con cháu của dòng họ tốt nghiệp cao đẳng, đại học, thạc sĩ, kỹ sư, có những người đã là ủy viên Trung ương Đảng. Nhiều người là sĩ quan quân đội cấp cao, công an, và có những người giữ chức sắc trong cơ quan của nhà nước. Các chủ doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, con cháu làm ăn mỗi ngày một phát đạt. Những thành tích đó đánh dấu sự tiến bộ rất lớn, rất đáng kể và ghi nhận của dòng họ Phạm Duy, và điều này rất đáng được khích lệ và phát huy. Tuy nhiên, so với xã hội, người Phạm Duy, mỗi người trong dòng họ Phạm Duy chúng ta cần phải suy nghĩ để có ý thức hơn, trách nhiệm hơn, tạo điều kiện cho con cháu mình những học tập nhiều hơn nữa, tạo thành tích đạt được này ngày một cao hơn và xứng danh với những gì cha ông ta kỳ vọng để lại cho con cháu mai sau. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, cây có gốc mới nảy cảnh xanh ngọt, nước có nguồn mới có bể cả sông sâu. Điều đó đã trở thành chân lý cuộc sống của mỗi người con trong họ Phạm, họ Phạm Duy. Và điều này các con, các cháu cũng đã rất tự hào được kết tinh của dòng máu của tổ tiên dòng họ Phạm Duy để lại. Với tinh thần uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây, vạn đại càng khôn hưng kiến tạo, cửu tiên nhật nguyệt đức niêu quan, nghĩa là muôn đời con cháu no xây dựng tu bảo nhà thờ họ, lấy làm điểm làm ấy sáng mãi tứ chín phương trời. Chúng ta phải thấy có lỗi với lương tâm khi quên đi nghĩa vụ của đồng tộc
quên đi nghĩa vụ với cộng đồng, với tổ tiên, ông bà, nguồn cội. Con cháu Phạm Hoàng Phạm Duy cũng không hề nằm ngoài quy luật đó, đời nào cũng mong ước có được ngôi nhà thờ họ khang trang, to đẹp để thờ cúng và thể hiện sự hiếu thảo, báo đáp công đức sinh thành, dưỡng dục của tổ tiên gần 400 năm qua. Dòng họ Phạm Duy đã có 14 đời sống bên nhau và phát triển trên mảnh đất làng Nghệ Chi thân yêu. Mang theo ước nguyện, nhiều các cụ trong dòng họ đã mang theo ước nguyện xây dựng nhà thờ tổ khánh thành khang trang sạch đẹp, và ước nguyện ấy đã chưa thực hiện được, và các cụ đã mang theo tâm nguyện và mãi mãi ra đi về tiên tổ và truyền lại cho thế hệ sau ước nguyện, và đó cũng là tâm nguyện của tất cả con cháu anh em chúng ta. Sau thời gian 554 hòa bình lập lại, đất nước ta đã trải qua bao nhiêu thăng trầm lịch sử, dòng họ Phạm Duy cũng đã trải qua nhiều đời nâng cấp nhà thờ. Và tới nhà thờ thứ này, tức là theo đời tôi được biết là đã 4 đời xây dựng nhà thờ của dòng họ Phạm Duy. Và 4 đời xây dựng dòng họ Phạm Duy thì là Đông Tây Nam Bắc, dòng họ tôi đều có đủ 4 hướng. Và đến hướng cuối cùng là đến đời chúng tôi quy hoạch lại cũng là chuyển về vị trí đầu tiên của cụ tổ dòng họ Phạm Duy. Để cũng xin nói để các cụ, không các bà nắm được. Cho tới nay, năm 2013, sau thời gian dài công tác, ông Phạm Ngọc Tiến đã được nghỉ hưu và ngay sau đó được các ông trong ban chấp hành dòng họ Phạm Duy đề cử vào tham gia ban chấp hành của dòng họ Phạm Duy từ năm 2013. Ngay sau khi được nhận tham gia ban chấp hành hội đồng gia tộc, ông Phạm Ngọc Tiến đã có chủ trương đề xuất cùng dòng họ xây dựng lại mới 43 cung thờ dòng họ Phạm Duy, thiết lập lại 3 gian nhà cổ của các cụ và tu bổ toàn bộ công trình nhà thờ ngay trong năm 2013. Và từ đó, dòng họ Phạm Duy chính thức có nhà thờ riêng để thờ tổ. Trước năm 2013, nhà thờ tổ của chúng ta là thờ chung, cùng chung với nhà thờ trưởng, chỉ có một gian thờ tổ ở giữa thôi. Từ năm 2013, sau khi tham gia ban chấp hành, đã đề xuất với dòng họ, và từ ấy dòng họ đồng tâm nhất trí, và sau năm 2013, dòng họ Phạm Duy chúng ta đã chính thức có nhà thờ riêng để thờ tổ. Sau thời gian có nhà thờ riêng ấy, dòng họ Phạm Duy chúng ta, con cháu mỗi ngày một làm ăn phát đạt, kinh tế mỗi ngày một phát triển, phượng trường thành và lớn mạnh. Sau 8 năm có nhà thờ mới để thờ tự tổ tiên, con cháu khá giả, kinh tế đất nước ngày một phát triển, và tới năm 2020, ông Phạm Ngọc Tiến được đi tham dự rất nhiều buổi lễ khánh thành nhà thờ của các họ tộc trong khu vực. Đó cũng như điều tâm linh, cũng như điều mà tiên tổ linh ứng cho. Và từ sau khi đi khánh thành, dự lễ khánh thành các băng đặng các nhà thờ tổ của các dòng họ Phạm trong khu vực, với tư cách là thành viên của hội đồng họ Phạm tỉnh Hưng Yên, và đó cũng là nhiều linh ứng của tổ tiên. Cho tới năm 2020, ông Tiến đã có sự suy nghĩ và một bước cải tạo lớn là quy hoạch lại toàn bộ khuôn viên nhà thờ. Và tới ngày 15 tháng 2 năm 20 Quý Mão, ý nguyện ấy mới được bộc lộ thông qua ban chấp hành dòng họ Phạm Duy. Sau khi ý nguyện được đưa ra, được toàn thể anh em con cháu đồng lòng hưởng ứng và nhất trí cao, ngay buổi khánh thành
ngay buổi lễ tổ 15 tháng 2 năm Quý Mão, con cháu đã lòng thành ủng hộ với tấm lòng công đức, ngay hôm ấy đã thu được trên 100 triệu đồng. Với tinh thần quyết tâm cao ấy, ngay sau buổi thanh minh, Hội đồng gia tộc dòng họ Phạm Duy đã quyết định thành lập ban kiến thiết xây dựng nhà thờ, phân công trách nhiệm cụ thể tới từng người và từng thành viên trong ban kiến thiết. Sau 5 tháng khảo sát, xây dựng và thiết kế bản vẽ xây dựng nhà thờ và học hỏi kinh nghiệm của các dòng họ khác đã xây dựng trước đó, dòng họ Phạm Duy đã thống nhất với quy mô và kiến trúc xây dựng như nhà thờ hiện có mà các quý vị đã thấy. Cho tới 7 giờ ngày 15 tháng 8 năm 2022, dòng họ Phạm Duy long trọng tổ chức lễ động thổ xây dựng nhà thờ. Với thời gian triển khai thi công nhanh chóng để gấp rút hoàn thành trước Tết Quý Mão để giúp các cụ về nhà thờ, thờ phụng tổ tiên, đón Tết Quý Mão được thuận lợi. Và đến 9 giờ 15 phút ngày 21 tháng 10 năm 2022, dòng họ Phạm Duy đã tổ chức Tết đón nhà. Đến ngày 11 tháng 12 âm lịch, các hạng mục nội thất trong công trình đã được hoàn tất và rước các cụ về thờ vào chính ngày hôm đó. Các phần việc còn lại, dòng họ Phạm Duy tiếp tục hoàn thành cho tới ngày hôm nay là ngày 13 tháng 3 năm Quý Mão, toàn bộ các hạng mục của công trình đã được hoàn tất. Và ngày hôm nay 13 tháng 3 âm lịch, Hội đồng dòng họ Phạm Duy long trọng tổ chức lễ khánh thành nhà thờ Đại Từ Đường dòng họ Phạm Duy. Thật đúng là địa linh tụ khí, xây nhà tổ tử tôn thờ phụng phúc trường sinh. Việc xây dựng nhà thờ của dòng họ Phạm Duy nên được sự hưởng ứng của tất cả các cụ, các ông, các bà, các anh chị em, con cháu nội ngoại đã hướng tâm về dòng họ theo điều kiện và khả năng của mình. Danh sách đóng góp công đức ngày một dài. Kính thưa các quý vị đại biểu, xin kính thưa các cụ, các ông, các bà cùng tất cả các quý vị. Sau khi công trình đã được hoàn tất, dòng họ Phạm Duy tổng đã thu với nguồn kinh phí là của các con trai đóng đinh trong dòng họ theo quy định tuổi từ 10 năm đến dưới 7 năm. Và nguồn công đức của tất cả các dâu rể trai gái nội ngoại của dòng họ. Đến hôm nay, dòng họ Phạm Duy đã có thu được 278 xuất đinh từ 13 tuổi đến dưới 75. Với số tiền một xuất đinh 4 triệu đồng, tổng thu 11 tỷ 112 triệu đồng. Tiền công đức của anh em con cháu nội ngoại 416 triệu 200 nghìn. Tiền họ gửi tiết kiệm trong lúc nhàn rỗi chưa sử dụng đồng vốn được lãi 14 triệu 935 nghìn. Tổng thu tiền mặt của dòng họ chúng ta được 1 tỷ 543 triệu 135 nghìn. Tổng chi 1 tỷ 390 triệu 901 triệu đồng. Chi phí tổng thu trừ tổng chi, hiện nay dòng họ Phạm Duy còn dư 152 triệu 234 ngàn đồng để chi cho việc tổ chức khánh thành ngày hôm nay và các việc còn lại tiếp theo. Số tiền công đức số các con
các cháu công đức bằng hiện vật chưa quy ra tiền, gồm 3 ban thờ để thờ tổ, 1 ban bàn lễ, 3 bức đại từ, 2 câu đối, 2 cây đèn lá, 200 mét cọc bê tông cộng công ép cọc. Nhà thờ, nội dung này đã được có danh sách niêm yết công khai trước nhà thờ họ. Trên đây là bản báo cáo tổng số thu chi đóng đinh của dòng họ Phạm Duy. Và với cái sự đóng góp nhiệt thành ấy, hôm nay được sự đồng tâm nhất trí của tất cả các quý vị từ thế hệ bậc cao niên cho đến các thế hệ các cháu trẻ trên khắp mọi miền của Tổ quốc, mỗi người một tén tâm nhang với tấm lòng thành kính cao nhất của mình, với quan điểm con giàu một bó, con khó một nén, đã cùng nhau đồng tâm hợp lực để đóng góp xây dựng nên ngôi từ đàng này. Dòng họ Phạm Duy chúng ta rất vui mừng, phấn khởi. Trước khi xây dựng nhà thờ, không có nhà tài trợ nào là chính, mà toàn là nhờ nguồn công đức động viên của tất cả các anh em con cháu. Với tấm lòng nhiệt thành của tất cả các con cháu, như các cụ nói, 100 người như một, nhưng với danh sách đóng góp công đức và xuất đi của dòng họ Phạm Duy, tới hôm nay danh sách ấy đã có tới 500 đại biểu con cháu của dòng họ Phạm Duy cùng phát tâm đóng góp và xây dựng. Với tinh thần đó, không phải 100 người như một và 500 người như một, cái tinh thần ấy rất là đáng quý và rất đáng trân trọng. Với tinh thần và với lòng quyết tâm, với tấm lòng hiếu hảo của tất cả các con các cháu, cùng với đó là sự đóng góp nhiệt thành, sự ủng hộ hết rất là tâm huyết của chính quyền địa phương, của các ban ngành đoàn thể, của mọi người cao tuổi, của các ông bà hàng xóm láng giềng, các đội thờ đã hết lòng nhiệt tình phục vụ cho công việc của dòng họ chúng tôi. Đến hôm nay, dòng họ Phạm Duy đã khánh thành từ đường dòng họ Phạm Duy thật viên mãn, thật khang trang và rất vui vẻ và hạnh phúc. Và sự có mặt của đông đủ của tất cả các cụ, các ông, các bà ở khắp mọi miền của Tổ quốc đã về đây chung vui cùng họ tộc, chúc phúc cho dòng họ và góp phần thành công cho buổi lễ này. Thay mặt ban tổ chức xin nhiệt liệt chào đón và xin cảm ơn trân trọng và xin có lời chúc sức khỏe tới toàn thể các cụ và các ông các bà. Chúc các cụ các ông các bà mạnh khỏe, hạnh phúc và ngày càng thành công trong cuộc sống. Dòng họ Phạm Duy chúng ta ngày một trường tồn và phát triển. Xin trân trọng cảm ơn. Xin trân trọng cảm ơn ông Phạm Ngọc Tiến, Chủ tịch Hội đồng Gia tổng dòng họ Phạm Duy thôn Đệ Chi, xã Thủy Lôi đã đọc bài diễn văn khánh thành cũng như báo cáo quá trình xây dựng nhà thờ dòng họ Phạm Duy. Thưa quý vị, khách quý thân mến, từ khắp mọi miền quê hương của Tổ quốc, dòng tộc dòng họ Phạm Duy của chúng ta đã nhất một lòng, tòng một tâm, chung một ước nguyện, con giàu một bó, con khó một nén, người góp của, người góp công, người góp sức, để ngày hôm nay ngôi từ đường nhà thờ dòng họ Phạm Duy của chúng ta đã hoàn mãn tri ân trong tình đoàn kết trên dưới một lòng của toàn thể dòng tộc. Đề nghị các vị đại biểu khách quý cùng toàn thể dòng tộc dành một tràng vỗ tay thật lớn để chúc mừng sự đoàn kết trên dưới một lòng của dòng tộc Phạm Duy. Kính thưa các cụ cao niên, thưa các bậc thái ông lão bà, thưa toàn thể buổi lễ, giờ là thời khắc quan trọng đi vào lịch sử của dòng họ đã đến. Trân trọng kính mời các vị đại biểu khách quý cùng toàn thể dòng họ, chúng ta sẽ cùng quay mình lại khu vực chính điện từ đường dòng tộc để cùng chứng kiến nghi thức cắt băng khánh thành nhà thờ dòng họ Phạm Duy. Ban tổ chức trân trọng giới thiệu và kính mời ông Phạm Ngọc Tiến, Chủ tịch Hội đồng Gia tộc dòng họ, anh Phạm Duy Hưng, trưởng tộc, cháu Phạm Duy Hưng đại diện chi 2, bác Phạm Duy Quỳnh đại diện chi 3,
bác Phạm Duy Vượng đại diện chi 4, bác Phạm Duy Đằng đại diện chi 5. Trân trọng kính mời các đại biểu chúng ta trở lên khu vực chính điện nhà thờ thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành nhà thờ dòng họ Phạm Duy. Cung thỉnh anh linh đức tiên tổ dòng họ Phạm Duy, hôm nay nội ngoại tử tôn trai dâu gái rể dòng tộc dòng họ Phạm Duy chúng con nhất một lòng tòng một tâm chung một đất nguyện, cùng nhau chung tay chung sức chung lòng xây dựng ngôi từ đường nhà thờ dòng họ để báo ân tri ân tiên tổ. Trong giờ phút linh thiêng thành kính trang nghiêm trang trọng này, hội đồng gia tộc dòng họ Phạm Duy cùng toàn thể anh em con cháu trong dòng tộc cung thỉnh đức anh linh tiên tổ về phù hộ độ trì chứng giám cho lòng thành của anh em con cháu trong dòng tộc dòng họ Phạm Duy. Thời giờ lành đã điểm, giờ phút linh thiêng trang trọng thành kính dâng lên tiên tổ ngôi từ đường khang trang đã tới. Lễ cắt băng khánh thành nhà thờ dòng họ Phạm Duy, thôn Đệ Chi, xã Thủy Lôi, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên. 3, 2, 1 bắt đầu. Cháu Phạm Duy Hưng đại diện thế hệ trẻ kế cận của dòng họ thực hiện nghi thức mở cửa nhà thờ. Một bàn một chi.
kính mời các đoàn lễ của chi bộ chi hai sau khi thực hiện phần dân hoa dân lễ kiến tổ, trân trọng kính mời các đại biểu chúng ta trở lại phía bên ngoài ổn định tổ chức để chương trình chuẩn bị được bắt đầu diễn ra tiếp theo. Sẽ đến buổi dâng phần dâng hương. Đây là các bộ của các bạn, chúng ta lưu ý để đảm bảo chạy suốt chương trình. Hai anh đi dâng dâng hương, anh ấy được rồi. Hưng ơi, cầm nhắn dâng dâng nhân cái này. Cho anh vừa là tổ chức chân trọng giới thiệu và kính mời đoàn lễ của các bộ tân các bà anh em con cháu trong chi hoa dòng họ Phạm Duy thực hiện phần dâng hoa. Thank you.
Với tâm lòng thành kính tri ân và ơn tiên tổ, giờ phút này ban tổ chức trân trọng giới thiệu và kính mời đoàn lễ của các tổ, các ông, các bà, cô dì, chú bác, anh em, con cháu trong tri hội thực hiện phần dâng hoa dâng lễ tiên tổ. Chi một thực hiện phần dâng hoa dâng lễ kính tổ. Các cụ cao niên, các bậc thái ông lão bà đại diện của chi bốn trở vào phía bên trong từ đường thực hiện phần dâng lễ kính tổ. Trân trọng kính mời các cụ cao niên, các bậc thái ông lão bà đại diện của chi bốn trở vào ghế bên trong từ đường thực hiện phần dâng lễ kính tổ. Vì điều kiện ở phía bên trong từ đường không đảm bảo cho tất cả các đại biểu chúng ta cùng trở vào bên trong từ đường và trong một người khác là lúc này, nên là chúng tôi trân trọng được kính mời các cụ cao niên, các bậc bề trên, các bậc thái ông lão bà của chi họ chúng ta trở vào phía bên trong từ đường và đã hai con cháu chúng ta ở phía bên ngoài để cùng quyết tâm hướng về chính điện từ đường dâng lễ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chương trình và tổ chức trân trọng giới thiệu và kính mời con cháu Trác Bổ Phạm Duy Tân nhánh Công Tuấn ngày hôm nay trở về với từ đường nhà thờ dòng tộc nhất ơn thành kính dâng hoa dâng lễ kính tổ trân trọng kính mời đoàn trở vào phía bên trong từ đường dòng tộc thực hiện phần dâng hoa dâng lễ kính tổ. Thủy Nô Xã, Nghệ Chi Thôn.
nhất tâm phụng bái. Nay nhật nguyệt quý mão niên ngày mùng 2 tháng 5 năm 2023, nhằm ngày 13 tháng 3 năm Quý Mão. Nay nhật nguyệt phàm tộc dòng Đồng Gia ngụ tại bản thôn uống nước nhớ nguồn văn trình kính tổ. Hầu Duệ tử tôn đời thứ 12 Phạm Duy Hưng trưởng to cùng các bậc nam phụ não ấu đẳng tụ nhân gian khánh tế chi lễ thành tín nhất tâm tu thiết nễ nghi nhang đăng kỳ phấn kim ngân phù tiểu chủ tâm kính lễ thứ phẩm chi nghi cảm chiêu cáo vu tổ đường khai lễ. Nam mô thập phương vô lượng thượng trụ tam bảo chư đại bồ tát. Nam mô kim liên tòa hạ tam giới thiên chúa tứ phủ vạn linh cộng đồng thánh đế ngọc hoàng bệ hạ. Thiên tỷ thủy nhạc tam tòa quốc mẫu ngũ vị hoàng thế thập vị vương quan chư ban không sai công chúa giáng thế cung thỉnh hoàng thiên hậu thổ chư vị tổ quốc Việt Nam an ninh chủ tịch Hồ Chí Minh chư vị đương cảnh thân hoàng thủy tổ phạm tộc tiên tổ các ngành các chi phạm tộc Việt Nam cung thỉnh đất tổ phạm quý công tức quý tài cung thỉnh tổ cô tổ mãnh vì tiền cùng các chư chân linh tổ họ tại từ đường phạm tâu nhớ thuở xưa vùng nhật nguyệt mười phương rạng rỡ đức tổ tông muốn thuở sáng ngời ngẩng trong phúc ấn nối đời tế thần thần ngài ở nơi từ đường để con cháu khói hương phụng sự nghìn năm thu thu từ thu đường. Nay phút tâm thành nhất hướng kính dâng ơn nhờ tam bảo gia ân độ trì tiếp dẫn dự phần trai nhi phép việc màu hóa vô bi hữu vô lượng tâm biến ít thành nhiều phép thiên hóa đủ hưởng điều tùy duyên đời nay hưởng nhớ tổ tiên hưởng gạo thơm cần nhớ công nam lũ uống nước ngon phải tìm giếng trong xanh người sinh hưởng khí đất trời chung quy cùng đạo lý trong đời báo ân tổ tiên xuất phát từ tấm lòng kính thiết nghĩ tổ tiên ta cần kiệm xây cơ nghiệp trung hậu giữ gia thanh qua cuộc bể dâu dầm mưa dãi gió vững tay trèo lái vượt thác băng gành đời càng vững cây càng bền gốc ngày thêm thắm lá tươi cành con cháu nhiều về tiến bộ tổ tiên muôn thuở hiền.
niềm tin. Nay tôn viên thứ 12 trưởng tộc cùng các bậc trưởng chi thay mặt các bậc kỳ lão nội ngoại tử tôn dâu tể trai gái quỳ trước hương án nhà thờ kính cẩn thưa rằng ơn trời đất dày công che chở, ơn tổ tiên phục hộ độ trì, ơn nhờ đức Phật từ bi, ơn nhờ thánh chúa thần kỳ chứng soi. Cây vững cội thắm chồi xanh lá, nước trong nguồn bể cả sông sâu, chữ trung chữ hiếu làm đầu, ai không tâm niệm vì đâu có mình. Nhớ tiên tổ an ninh phục vụ họ dìu cháu con tiến bộ trưởng thành, trẻ già trai gái yên lành, họ hàng thịnh vượng, gia đình yên vui. Buổi xưa khai một ngôi thủy tổ, đồi nới đời chia họ chia chi, cây cao bóng cả xung xuê, lá rơi về cội nguồn về tổ tông, nghìn năm sau nối dòng mãi mãi, ơn trồng cây ta hái quả ngon, vậy nên dạy cháu khuyên con vun đền tổ trạch vững tròn gia thanh. Trong gia đình trên bình dưới thuận, trong họ Hà Đường bách nhẫn thái hòa, xuân về nở thắm muôn hoa, non sông gặp hội câu ca thái bình. Chư tiên minh trở lại từ đường, tả chiêu hiếu mục theo hàng, tinh anh tụ hội cõi nhang phồn thờ, tuy hương nén hương đơn sơ lễ nhỏ, xin đường trên thấu tỏ lòng thành, nguyện cầu tứ phủ an ninh, thập phương tam bảo chứng minh độ trì. Vàng bạc kìm cùng với kim ngân, dâng biếu các cụ với tấm lòng thành công. Nhớ Phật tổ thần thông quảng đại, của làm duyên chớ ngại bao nhiêu, bao nhiêu phiền biến ít thành nhiều, cậy nhờ tôn giả phân đều công minh. Nguyện cầu tôn giả công minh, tổ cô tổ mẫu chứng minh độ trì, phục hộ con cháu trẻ già, mọi người mạnh khỏe, mọi nhà an khang. Tài năng lộc tiến phúc thêm cao dày, nay con cháu phàm tộc hưởng phúc tổ tiên, cáo đất trời kính dâng tiên tổ, phục hộ độ trì cháu con phàm tộc thịnh vượng an khang, dâng nén tâm nhang đời đời ghi nhớ. Thank you.
Chi ngày hôm nay trở về tham dự chung vui chúc mừng dòng tộc Phạm Duy dành tặng lãng hoa tiết thắm để chúc mừng. Xin được mời đội lễ tân di chuyển lãng hoa tiết thắm của cấp ủy chi bộ thôn Lệ Chi để dành tặng chúc mừng dòng tộc Phạm Duy của chúng ta. Ban tổ chức trân trọng giới thiệu và kính mời anh Phạm Duy Hưng, trưởng tộc, thay mặt dòng tộc Phạm Duy lên nhận hoa. Đề nghị dòng họ chúng ta dành những tràng vỗ tay đồng nhiệt để chúc mừng. Trân trọng kính mời đoàn trở lại phía bên trong từ đường dâng lén tâm nhang. Đề nghị dòng họ chúng ta dành một tràng vỗ tay nồng nhiệt để chúc mừng và cảm ơn. Xin được tri ân cảm ơn anh em tổ thợ mộc, thợ xây, thợ sơn đã đồng lòng đồng tâm để cùng chung một ước nguyện với tổ tế nữ quan liên hôn ngày hôm nay trở về tham dự dành tặng lãng hoa tiết thắm để chúc mừng. Trân trọng kính mời đoàn. Kính thưa các quý vị đại biểu tân khách, kính thưa các cụ, các ông, các bà, cùng toàn thể con cháu, nội ngoại, dâu rể, dòng tộc Phạm Duy thôn Đại Kỳ. Trước khi thay mặt cho người cao tuổi và các quý vị thứ cao trong tổng tập phát biểu tặng thưởng, kính thưa các cụ, kính thưa các vị đại biểu khách quý, thưa toàn thể các ông bà cùng anh chị em con cháu trai gái dâu rể nội ngoại dòng họ Phạm Duy thôn Lệ Chi, con cháu dòng họ vô cùng vui mừng phấn khởi long trọng tổ chức buổi lễ mừng công báo công khánh thành đại từ đường, tri ân công đức của tổ tiên vạn niên công đức ơn tiên tổ, bách tuế an khang ngưỡng tử đường là nơi hướng khói, tri ân công đức tổ tiên dòng họ đầu tiên cho tôi gửi đến các quý vị đại biểu khách quý cùng các cụ, các ông, các bà, anh chị em, con cháu có mặt trong buổi lễ trọng đại này mạnh khỏe, hạnh phúc, đắc tài, đắc lộc, đắc bình an. Kính thưa các quý vị, từ đầu thế kỷ 18 cho đến nay, hơn 350 năm dựng nghiệp, khai sơn, mở cõi, với bao thăng trầm vất vả do thời cuộc và biến cố của lịch sử xã hội, dòng họ Phạm Duy đã phát triển đến đời thứ 14. Với trên 400 xuất đinh già trẻ, 300 hộ gia đình và trên 1.000 nhân khẩu, cụ đầu tiên khai sơn lập địa ở đất này là thế kỷ 18, cụ Thủy Tổ Phạm Công Tài cùng cụ bà Ngô Thị An. Cụ chỉ sinh được có một người con, tức là độc tôn, là cụ Nhị Đại Phạm Thị Hiền. Cụ Hiền sau đó cũng chỉ sinh được một người con, độc tôn.
Cụ Tam lại là Phạm Quốc Tình, Quốc Tính cũng sinh được một người con là Đồng Tô. Đến đời thứ tư, cụ Phạm Tư Tán mới sinh tiếp của con cụ hai người con, à Phú Hòa và Đồng Tô, tức là năm đời, à bốn đời của các cụ chúng tôi đều Đồng Tô. Thế thì đến cụ Phạm Tư Tán mới bắt đầu, tức là cũng được cái sự chủ trì đến kỳ khảo vận của dòng họ, cho nên rất may mắn là đến cụ Phạm Tư Tán là đời thứ tư, sinh được hai người con là đời thứ năm, rồi dòng họ được chia làm hai phái, là cụ Ngũ Đại Phạm Tư Tiến là trưởng phái nhất, là thờ phụ tại nhà thờ này. Và cụ Phạm Tư Công Quỳnh là trưởng phái hai, là thờ của nhà ông Phạm Tư Quỳnh là ngay trước cửa nhà thờ đây, là trưởng phái hai. Là hiện nay trưởng phái hai là ông Phạm Tư Quỳnh là đời thứ 11. Và sau đó thì dòng họ đời thứ năm thì phát được Lâm Chi, và lúc đấy là có Lâm Chi đã dâng hương dâng hoa để coi như là vào lễ tổ. Thế thì để cho nói ngắn gọn, đấy là đời thứ 36 rồi. Đến đời thứ 7, đến đời thứ 7, đến nói đến đời thứ 6, đến đời thứ 7 là cũng là tôi gọi bằng cụ Đồ. Đấy nói với cho nó gần gũi và các vị và con cháu để hình dung. Đến đời thứ 8 là ngang hàng với thứ 8 thì tôi là gọi là công lượng. Tôi ngang hàng với tức là bố tôi. Đến đời thứ 10 là rất là vinh dự. Tôi có mặt cùng với các vị đại biểu và các vị tân khách và con cháu nội ngoại trong mọi phòng tập có mặt tại đây ngày hôm nay, tức là dòng họ là đời thứ 10. Chúng ta hôm nay có quyền tự hào dòng họ phát triển thứ mạnh, thứ nhất, thứ nhì trong làng xã và địa phương. Tổ tiên ta dựng nghiệp với tinh thần lấy nhân, lấy nghĩa làm gốc, tiền nhân kiến nghiệp, nhân vi bản, con cháu thì lấy tri thức, lấy thời thế làm điển trợ để hậu thế cung thân thế thời kỳ. Đấy là các cái câu đối mà chúng tôi thờ trong dòng họ. Hôm nay trong ngày lễ trọng đại này, chúng con kính cẩn nghiêng mình trước anh linh tế tổ và tự hào được làm con, làm cháu, làm chắc của dòng họ Phạm Tư. Chúng con nguyện phát huy truyền thống gia phong của dòng tộc, hiếu nghĩa với tổ tiên, với ông bà, với cha mẹ, đoàn kết yêu thương nhau, kết nối nghĩa tình dòng tộc, xây dựng lên một dòng họ Phạm Tư lớn mạnh, trường tồn muôn đời cho con cháu mai sau. Chúng con cầu mong tiên tổ linh ứng để chứng giám lòng thành tâm nguyện của chúng con cháu chắc, phù hộ độ trì cho toàn thể các quý vị đại biểu khách quý cùng dòng họ, phù hộ độ trì cho toàn thể con cháu của dòng họ mạnh khỏe, hạnh phúc, phú quý, an khang và thịnh vượng. Nên dừng lời, kính trân trọng cảm ơn các quý vị và con cháu. Xin trân trọng cảm ơn các vị đại biểu khách quý, kính thưa các cụ, các ông, các bà, cô dì chú bác, anh chị em, trai gái, dâu rể, nội tộc, ngoại tộc, họ Phạm gì. Trong không khí tưng bừng của cả dân tộc vừa nô nức chào mừng kỷ niệm 48 năm ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng thống nhất đất nước và quốc tế lao động mùng 1 tháng 5, hòa chung với niềm vui của dân tộc, hôm nay trên mảnh đất quê hương Thủy Đô, dòng họ Phạm Duy long trọng tổ chức lễ cắt băng khánh thành nhà thờ tổ. Cổ nhân xưa có câu, cây có gốc để cành xanh ngọn, nước có nguồn về cả sông sâu.
người ta xin trưởng nói đâu, gốc là tiên tổ ấn sâu rõ ràng, sinh ra con cháu cát hàng, quế về tự thượng thọ trường thương anh. Với đạo lý uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây, những điều tốt đẹp này đã được bao thế hệ cháu con dòng tộc Phạm Duy bao đời nay đi sâu và lưu truyền mãi mãi. Là một người con trong dòng họ Phạm Duy, hậu duệ đời thứ 12, cũng như bao người con của thế hệ trẻ các dòng tộc, chúng cháu không khỏi xúc động, tự hào và cảm nhận được sự thay đổi lớn lao của dòng họ ta trong thời gian vừa qua, đặc biệt từ khi khởi công xây dựng nhà thờ họ. Bởi đây không chỉ là nơi thờ cúng tổ tiên mà còn là nơi ngày rộ ngày Tết con cháu từ khắp mọi miền của Tổ quốc về đây tụ họp, thể hiện tình đoàn kết nhớ về nguồn cội, duy trì bản sắc dòng tộc, cũng là nơi vinh danh các bậc hiền tài đã đền công vun đắp. Dòng họ càng lâu đời phúc đức càng dày, con cháu càng đông đúc, vui mừng vì sạch cũng thành tựu và phát triển ngày càng cao của mỗi đời con cháu về sau so với các thế hệ trước, đó cũng là nhờ vào hồng phúc của linh thiêng của tổ tiên để lại. Chúng ta có quyền tự hào là một dòng họ có phúc ấn của tổ tiên phù trợ, những thành tích đó đánh dấu sự tiến bộ vượt bậc, xứng đáng ghi nhận, động viên khích lệ và phát minh. Tuy nhiên so với xã hội, những thành tích ấy còn khiêm tốn. Đó chính là điều mỗi người học phạm chúng ta cần phải suy nghĩ để có ý thức giáo dục, chăm lo, động viên và tạo điều kiện hơn nữa cho con cháu để những thành tích đạt được sau này một cao hơn, làm rộng tay hơn cho dòng họ, góp phần xây dựng quê đất nước ngày thêm giàu đẹp, văn minh và hiện đại. Thành công này mới chỉ là bước đầu để hoàn thiện toàn bộ khuôn viên nhà thờ họ và phần lăng mộ của các cụ. Chúng ta còn rất nhiều hạng mục phải làm, vì vậy với suy nghĩ cá nhân rất mong muốn đặt niềm tin hy vọng vào tuổi trẻ của dòng tộc, mong muốn nối tiếp cha già, chúng ta tiếp tục dốc tâm dốc sức chung lòng đoàn kết chung tay xây dựng kinh tế gia đình dòng tộc ngày một giàu đẹp khang trang hiện đại, phù hợp với sự phát triển không ngừng của đất nước, để họ Phạm Duy chúng ta xứng tầm với muôn dân trong họ. Cuối cùng, cháu xin thay mặt cho thế hệ trẻ của dòng họ xin kính chúc quý vị đại biểu khách quý mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Kính chúc các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác, anh chị em, cha anh gái, dâu rể, nội ngoại dòng tộc Phạm Duy sức khỏe dồi dào, gia đình hạnh phúc, an khang thịnh vượng. Xin chúc buổi lễ được thành công viên mãn. Xin trân trọng cảm ơn. Xin trân trọng cảm ơn và ghi nhận những tình cảm của anh Phạm Duy Phương, đại diện thế hệ trẻ đã có lời phát biểu cảm tưởng, đặc biệt là tri ân công đức tới tiên tổ, những phần công đức của mình để cùng chung tay với dòng họ xây dựng ngôi từ đường hoàn mãn tri ân ngày hôm nay. Thưa các vị đại biểu, thưa toàn thể dòng họ trở về tham dự chung vui và chúc mừng đại lễ cắt băng khánh thành nhà thờ dòng họ Phạm Duy. Giờ phút này ban tổ chức chúng tôi trân trọng giới thiệu và kính mời đại diện lãnh đạo chính quyền địa phương sở tại thôn Lệ Chi lên phát biểu ý kiến chúc mừng. Trân trọng kính mời ông Trần Ngọc Phương, phó bí thư chi bộ, phó trưởng thôn lên phát biểu ý kiến chúc mừng dòng họ. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, kính thưa cộng đồng gia tộc họ Phạm Duy, kính thưa các ông, các bà, các bác về dự buổi lễ khánh thành nhà thờ họ. Rất vinh dự cho cấp ủy thôn Lệ Chi chúng tôi nhận lời mời của chủ tịch hội đồng gia tộc về dự buổi lễ khánh thành nhà thờ. Lời đầu tiên, cho phép tôi thay mặt cho cấp ủy thôn gửi lời kính chúc sức khỏe tới các vị đại biểu, chúc buổi lễ thành công tốt đẹp. Kính thưa các vị đại biểu, kính thưa hội đồng gia tộc, trong những năm qua, các thành viên trong dòng họ đã cùng nhau xây dựng nhà thờ họ Phạm Duy, nay khánh thành nhà thờ. Và kính chúc toàn thể hội đồng gia tộc mãi mãi trường tồn, đời đời bền vững, đoàn kết thương yêu, giúp đỡ nhau trong cùng tiến bộ. Chúc dòng tộc họ Phạm Duy thật hạnh phúc và viên mãn. Thay mặt cấp ủy thôn Lệ Chi, kính mong được sự chung tay góp sức của dòng họ cùng với thôn nhà ngày càng tươi đẹp và khang trang.
Một lần nữa, kính chúc các vị đại biểu mạnh khỏe, chúc buổi lễ thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Xin trân trọng cảm ơn ý kiến phát biểu của ông Phạm Ngọc Phương, Phó Bí thư Chi bộ, Phó trưởng thôn Lệ Chi. Ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu và kính mời đại diện dòng họ Phạm tỉnh Hưng Yên ngày hôm nay trở về tham dự chung vui và chúc mừng dòng họ Phạm Duy của chúng ta. Với những tình cảm trân trọng đó, trân trọng kính mời ông Phạm Công Nghị, Phó Chủ tịch Hội đồng Họ Phạm tỉnh Hưng Yên lên phát biểu ý kiến chúc mừng và giao nhiệm vụ cho dòng họ Phạm Duy. Trân trọng kính mời ông. Kính thưa các quý vị đại biểu khách quý, kính thưa các cô, các ông, các bà, cô chị, chú bác, anh chị em, con cháu, dâu trẻ, nội ngoại của dòng họ Phạm Duy, thôn Lệ Chi, xã Thủy Lôi. Trong không khí tôn nghiêm và phấn khởi đầu xuân mới, với tấm lòng thành kính về truyền thống, luôn hướng về cội nguồn tiên tổ, các bậc tiền thân, ông bà, cha mẹ, hậu duệ gia tộc họ Phạm Duy, thôn Lệ Chi, xã Thủy Lôi tụ họp về đây kính cẩn dâng nén hương thơm và long trọng tổ chức lễ khánh thành nhà thờ tổ. Trước buổi lễ trang trọng đầy tình nghĩa này, thật vinh dự và vui mừng cho chúng tôi được đón nhận những tình cảm quý báu, sự đón tiếp đồng hậu và quý bổn tộc đã dành cho chúng tôi. Thay mặt cho dòng họ Phạm tỉnh Hưng Yên, sau đây tôi có đôi lời phát biểu cùng chia vui với dòng họ chúng ta. Kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa toàn thể bà con cô bác trong dòng tộc, vạn cổ càn khôn hưng tái tạo, thiên thu nhật nguyệt ánh hào quang, cây có cội, nước có nguồn, con người có tổ có tông, điều đó đã trở thành chân lý và là quy luật của sống. Mỗi người con của họ Phạm sinh ra đều có sự kết tinh từ giọt máu của tổ tiên. Đạo lý uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây đã ăn sâu vào tiềm thức của cuộc sống loài người. Vì thế thờ cúng tổ tiên là nghĩa vụ của mọi người trong cùng một dòng họ. Việc xây dựng nhà nơi thờ tự để thờ phụng các bậc tiền bối là nhu cầu chính đáng, đã trở thành nếp sống văn hóa của người con Việt Nam. Coi đây là đạo lý làm người, là thể hiện lòng tri ân của các thế hệ sau đối với tiên linh tổ tự của mình. Vạn đại càn khôn hưng kiến tạo, tiểu tiên đặc biệt đức như quan. Muôn đời khi hưng thịnh phải lo xây dựng tu bổ nhà thờ họ, việc làm ấy sáng mãi đến chính phục phương trời. Trước mắt chúng ta là ngôi từ đường đã hoàn thiện, khang trang đẹp đẽ và uy nghiêm kể từ bây giờ, và mãi mãi về sau đây sẽ là nơi để dòng họ tổ chức ngày trọng tổ. Những ngày cúng dỗ là dịp con cháu xa gần tụ họp dâng hương tưởng nhớ tổ tiên, không những được đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng tâm linh mà còn là dịp thể hiện tấm lòng báo hiếu đối với các bậc tiền bối, lưu giữ và lưu ghi truyền thống lịch sử của dòng họ, thỏa mãn tâm lý hướng về cội nguồn, hiểu về nơi chính thành của cha ông, về quá trình đấu tranh lao động để gây dựng công nghiệp lâu dài, thấm nhuần giá trị phúc ấm tổ tiên để lại cho thế hệ mai sau. Điều này khẳng định giá trị văn hóa trường tồn của dân tộc quê hương, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc của địa phương. Trong niềm vui, niềm hân hoan phấn khởi trước sự chứng kiến của các quan khách, sự đoàn tụ của dòng họ Phạm Duy, thôn Lệ Chi, xã Thủy Lôi, chúng ta hướng về cội nguồn, bày tỏ tấm lòng hiếu thảo thành kính, dâng hương tiên tổ. Tôi cũng là người con mang trong cháu trong mình dòng họ Phạm, thấy rất tự hào và vui mừng bởi sự nỗ lực đổi thay to lớn của dòng họ ta. Dòng họ Phạm Việt Nam nói chung cũng như dòng họ tỉnh Hưng Yên nói riêng được lập nên với mong muốn gìn giữ khơi dậy lịch sử truyền thống của dòng họ Phạm trên khắp mọi miền của đất nước. Vì vậy sự lớn mạnh phát triển của các dòng họ cũng là sự tự hào của chúng tôi và mong muốn
trong thời gian tới tiếp theo, chúng ta hãy chung tay phát huy nữa, hơn nữa để dòng họ ta ngày một lớn mạnh, hướng thịnh, con cháu muôn đời hưởng hạnh phúc. Đúng là ngày xưa cưỡi gió cùng mây về nhà thờ tổ, sân đầy cháu con, cây có gốc, nước có nguồn, con cháu họ bạc muôn phương trở về, đời đời mang nặng hồn quê, tổ tiên gốc rễ đi về tạ ơn. Kính chúc các vị đại biểu khách quý, kính chúc bà con cô bác anh chị em trong và ngoài dòng họ Phạm đi nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui, nhiều hạnh phúc. Chúc buổi lễ thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Xin trân trọng cảm ơn ông Phạm Công Nghị, Phó Chủ tịch Hội đồng họ Phạm tỉnh Hưng Yên, thay mặt cho đoàn đại biểu họ Phạm tỉnh Hưng Yên đã có lời phát biểu chúc mừng hội đồng gia tộc họ Phạm Duy, thôn Lệ Chi. Xin đề nghị dòng họ dành một tràng vỗ tay thật lớn để cảm ơn. Để tri ân cảm ơn tình cảm của ông Trần Ngọc Phương, Phó Bí thư chi bộ, Phó trưởng thôn, ông Phạm Công Nghị, Phó Chủ tịch Hội đồng họ Phạm tỉnh Hưng Yên, giờ phút này thay mặt hội đồng gia tộc họ Phạm Duy, thôn Lệ Chi, thay mặt ban tổ chức đại lễ cắt băng khánh thành nhà thờ Phạm Duy, trân trọng kính mời ông Phạm Ngọc Tiến, Chủ tịch Hội đồng gia tộc dòng họ Phạm Duy lên phát biểu ý kiến đáp từ cảm ơn, trân trọng được kính mời. Kính thưa các quý vị đại biểu, các quý vị khách quý, kính thưa các cụ, các ông, các bà, các bác, các thế hệ dâu trai gái rể dòng họ Phạm Duy, hôm nay ngày 13 tháng 3 năm Quý Mão, dòng họ Phạm Duy long trọng tổ chức lễ khánh thành đại từ đường dòng họ Phạm Duy. Để có được thành công như ngày hôm nay, dòng họ Phạm Duy vô cùng vui mừng phấn khởi, nhận được sự đồng tâm góp sức, sự đồng lòng đồng chí của tất cả các cụ, các ông, các bà cùng anh em bạn bè làng xóm, cùng các tốt thờ xây thờ mộc thờ đề, và tấm lòng tâm huyết của tất cả hội đồng gia tộc và toàn thể anh em con cháu đồng hoàng gia đình chồng họ Phạm Duy đã đồng tâm nhất trí cao với trên nghìn tấm lòng như một tấm lòng. Với sự đồng tâm góp sức ấy, hôm nay dòng họ Phạm Duy đã hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc và thể hiện cái tâm nguyện cao lớn nhất của mỗi thành viên trong dòng họ chúng ta là đã hoàn thành ngôi từ đường khang trang, rộng rãi, cao đẹp, thỏa mãn ước mơ của toàn thể các con, các cháu. Để có được sự viên mãn như ngày hôm nay là nhờ sự trợ lòng tâm hợp lực của toàn thể dâu rể trai gái nội ngoại dòng họ Phạm Duy, cùng với sự giúp đỡ động viên nhiệt tình của cấp ủy chính quyền địa phương, các ông bà hàng xóm và nhà thờ, chúng tôi đã tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để chúng tôi thi công công trình được viên mãn như ngày hôm nay. Và hôm nay để tổ chức khánh thành, tôi vô cùng phấn khởi và xúc động không biết nói gì trước sự có mặt đông đủ của toàn thể các con, các cháu. Mà dòng họ Phạm Duy ngày hôm nay sẽ đi vào lịch sử của dòng họ Phạm Duy, không có một tổ chức nào có được đông đủ và hưởng ứng như ngày hôm nay. Đáp từ cảm ơn của ông Phạm Ngọc Tiến, Chủ tịch Hội đồng gia tộc. Tiếp theo chương trình, ban tổ chức trân trọng kính mời các vị đại biểu khách quý cùng toàn thể dòng tộc chúng ta cùng thực hiện phần nghi lễ dâng hương kính lễ tiên tổ trong ngày đại lễ cắt băng khánh thành nhà thờ dòng họ Phạm Duy, thôn Lệ Chi. Trân trọng kính mời các đại biểu. Xin diện của các vị đại biểu quý vị, đại diện lãnh đạo chính quyền địa phương,
Trên đài hội đồng gia tộc họ, ban tổ chức đại lễ các băng khánh thành trân trọng kính mời các cụ cao niên, các vị đại biểu khách mời, đại diện cho dòng họ Phạm tỉnh Hưng Yên, đại diện lãnh đạo chính quyền địa phương cùng với toàn thể anh em các cháu trong dòng họ, chúng ta cùng ở lại để cùng lần chúc mừng đại lễ các băng khánh thành nhà thờ dòng họ Phạm Duy đã thành công viên mãn. Ban tổ chức xin trân trọng cảm ơn. Như lời mong muốn của ban tổ chức thì hội đồng gia tộc dòng họ Phạm Duy cũng như là ban tổ chức dòng họ trân trọng được kính mời các ông bà thành viên ban tổ chức đại lễ tại Quang Minh Thành sau khi chúng ta thu được xong sẽ cùng ở lại để xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị hãy cùng trở lại với những giây bản tiệc để chúng ta cùng nâng ly càn chén mừng cho buổi thánh ngày của nhà thờ được thành công viên mãn. Và cho phép những người làm chương trình xin trở lại với toàn thể quý vị qua những món quà âm nhạc để chúc mừng cho buổi thánh ngày nhà thờ của chúng ta hôm nay với câu hát. Uống một ly rượu gặp đây. Hãy subscribe.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.